câu hỏi thứ nhất của buổi trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Các Phật tử hỏi như thế này: kính bạch thầy, thầy cho con xin được hỏi một câu này. Tại sao mẹ con tụng kinh lâu rồi mà vẫn không thay đổi? Nhiều lúc mẹ vẫn rất nổi sân và khẩu nghiệp rất nặng. Những lúc mẹ như vậy, con nên làm gì ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây là có một Phật tử đưa ra câu hỏi, nói rằng mẹ mình tụng kinh đã rất lâu nhưng mà vẫn không thay đổi được nhiều, vì nhiều lúc mẹ vẫn là hay nổi sân và khẩu nghiệp thì rất nặng. Nổi sân tức là gì? Nóng giận. Ở ngoài đời chúng ta gọi là sân giận, hay còn là nóng nảy. Hơi một tí là tính tình thì đùng đùng lên, sồn sồn lên. Đó. Khẩu nghiệp thì rất nặng, có khi là nói những lời thô ác, chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là nguyền rủa, vân vân. Phật tử này nói rằng: mẹ, tại sao mẹ tụng kinh lâu như vậy mà không thay đổi được cái nghiệp đó? Thì ở đây chúng ta phải xét về bản chất của nghiệp. Thì phải nói rằng cái nghiệp nó có nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có thể nói rằng cái nghiệp của mẹ của Phật tử này là rất sâu dày. Từ vô lượng, vô biên, A Tăng kỳ kiếp về trước đã tạo vô lượng những cái tội, tạo vô lượng những cái nghiệp khẩu, hoặc là nghiệp về thân, hoặc nghiệp về ý. Cho nên nay cho dù được gặp được Phật Pháp, được thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật, nhưng mà không chuyển được là bao. Đó là một ý. Một ý thứ hai, đó là gì? Đó là chưa phải là chân thành học Phật. Mẹ của Phật tử này chắc chắn chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật. Vì sao chúng tôi lại nói là chưa phải là một Phật tử chân thành học Phật? Vì nếu mà là một Phật tử chân thành học Phật á, như Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không ngày nói thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Đấy, người học Phật là như thế, chân thành nó như thế. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi. Như vậy mới gọi là người chân thành niệm Phật, người chân thành tụng kinh, hay là người chân thành trì chú, hay là người chân thành ngồi thiền, vân vân. Còn tụng kinh mà chúng ta chỉ tụng trên đầu môi chóp lưỡi, tụng cho nó có thời khóa, để kể công với gì, với Phật, hay là để khoe với các thầy bổn sư của mình, hay là khoe với các đạo hữu là mỗi một ngày tôi tụng được một bộ kinh Vô Lượng Thọ, hay một ngày tôi tụng được một bộ kinh Địa Tạng, hay là một ngày tôi tụng được gì 2-3 thời Pháp Hoa, vân vân. Tụng kinh như vậy thì ở trong kinh Phật gọi, Đức Phật gọi là bị kinh chuyển. Đức Phật và các tổ dạy là bị kinh chuyển, tức là tụng để khoe, khoe kinh. Giống như ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mới thành đạo, có một vị thiền sư ẩn cư ở trên núi là hơn 20 năm. Nghe nói là tổ Lục Tổ là người được truyền y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và chính thức là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Cho nên vị thiền sư đó đi đến để gặp ngài Huệ Năng để xem có thực phải là Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bát và tâm pháp hay không. Thì vị thiền sư đó đến nhìn thấy ngài Huệ Năng không thể hiện cái oai nghi như là một cái vị tổ sư được truyền thừa. Cho nên ông ấy nhìn thấy như vậy và ông ấy chỉ đi chung quanh, ông hơi xá chào thôi, chứ ông không có gì, ông không có lễ. Mà lúc có lễ thì cái đầu của ông ấy lễ cũng không gì, không sát đất. Đó. Thế ngài Huệ Năng mới hỏi rằng là ông ấy đến đây thì vì nhân duyên gì mà đến? Vị thiền sư kia bảo là
con đến đây hay là tôi đến đây á, thì vì nghe người ta nói là ngài đã được y bát và tâm ấn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho nên đến để thân cận, đến để đảnh lễ, đến để thỉnh pháp. Thế Lục Tổ mới bảo rằng á, ta thấy là ông thực sự không phải đến đây để thỉnh pháp, đến đây để thân cận. Vậy hàng ngày á, chắc chắn là hàng ngày ông phải làm được một cái gì đó khác người, cho nên cái tâm của ông gì mới không thực sự đến đây để cầu pháp như thế. Thế vị sư đó, thiền sư đó mới nói, thì mới lúc đó mới sụp lại xuống sát dưới đất, mới nói là sám hối tổ là gì, quả thật là con gì, hơn 20 năm qua con đã tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa, cho nên con chấp vào là chấp vào là cái công đức tụng được hàng nghìn bộ kinh Pháp Hoa đó, cho nên á, vì vậy mà con thì con lúc lễ lạy ngài là con thì con không thực sự là thành tâm cầu pháp thực sự, cho nên á, thế nay xin ngài khai thị cho. Và ngay đó thì Lục Tổ liền khai thị cho có mấy câu thôi, vị thiền sư kia, vị pháp sư kia liền là ngộ đạo và cảm ơn gì, Lục Tổ. Đấy mới là cái người chúng ta thấy là chấp pháp, đấy gọi là chấp pháp. Nhưng mà may mắn sao lại được tổ gì, được Lục Tổ lại khai thị cho, lòng từ bi của tổ là vô lượng khai thị cho, và ông ngay đó biết bỏ được cái pháp chấp của mình, cái tâm chấp pháp của mình, mà liền là ngộ đạo, không phí uổng cả một đời xuất gia cầu học vậy. Đấy, cho nên đây chúng tôi nói là người thực sự cầu pháp thì phải tu như vậy. Còn ở đây mẹ của Phật tử này á, tụng kinh niệm Phật rất lâu như vậy mà không chuyển được cái tính sân hận, và đặc biệt là cái khẩu nghiệp vẫn dùng những lời ác để mắng nhiếc người. Cho nên ở đây thì theo chúng tôi á, Phật tử nên cho mẹ mình nghe những cái băng giảng của chư Tôn Túc Hòa Thượng, các bậc pháp sư đạo cao đức trọng, và đặc biệt là những cái bài giảng đó phải phù hợp với căn cơ của gì, của mẹ mình. Nếu mà cái căn cơ của mình, mẹ mình ấy, chưa đủ mà cho nghe giảng những cái bài pháp cao quá, sâu quá, về những cái bài pháp như là của các hòa thượng giảng về thiền, hay là giảng về kinh Kim Cương, hay là giảng về kinh Hoa Nghiêm vân vân chẳng hạn, hay kinh, nhưng nói chung là những cái bộ kinh đại thừa lớn, thì chưa nên cho mẹ Phật tử ấy nghe giảng, mà tốt nhất là nên cho nghe giảng về gì, những bộ kinh về nhân quả báo ứng, những bộ kinh về nhân quả báo ứng, mà những bộ kinh hoặc là những bộ kinh nói về gì, dạy cho con người ta sống phải là một con người tốt đã thì tu mới được, như là kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy phù hợp cho tất cả ba căn, thượng căn, trung căn, hạ căn, nghe đều có thể hiểu, đều có thể lĩnh thọ. Cho nên khuyên Phật tử này có thể cho mẹ Phật tử nghe băng giảng kinh Địa Tạng, có thể là nghe băng giảng kinh Hòa, giảng kinh Địa Tạng của Hòa thượng Tịnh Không, hay là băng giảng kinh của Hòa thượng, kinh Địa Tạng của Hòa thượng Tuyên Hóa, hoặc là nghe băng giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi giảng, 102 bài giảng lần thứ nhất và 58 bài giảng lần thứ hai, đến hôm nay là 58 rồi, 58 bài giảng lần thứ hai, để cho mẹ nghe. Nếu mà mẹ lười nghe thì chọn những cái bài nào mà mình cảm thấy phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của gia đình nhà mình và mẹ mình, cho mẹ mình nghe, thì thầy nghĩ rằng dần dần chắc chắn mẹ của Phật tử này sẽ chuyển được. Đó. Còn nếu chỉ có tụng kinh không mà không nghe học, không nghe giảng, không đi học, không nghe giảng, không tiếp xúc với chư tăng để tu hành, thì rất dễ đi vào đường tà. Cho nên là các tổ ngày xưa, các cụ mới nói là tu mà không học thì gọi là tu mù, mà tu mù thì càng tu càng sai, càng tu thì càng gì, càng sân, càng tu thì càng gì, càng chấp. Cho nên ở trong nhà Phật, tôi nhớ rất rõ ngày xưa đi học là cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, ngài có nói rằng đối với người xuất gia hay người tại gia, người tu Phật nói chung, ngài nói một cái bài kệ, ngài nói rằng nhất niên
thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là nói rằng người tu Phật ở cái thời mạt pháp này, khi mới học Phật, người xuất gia thì mới xuất gia, người học Phật tại gia thì mới học Phật tại gia, thì nói là nhất niên thời Phật tại Tiền. Nghĩa là khi mới bắt đầu học Phật thì vào chùa, tâm thân tâm đối với gì? Đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì cung kính lắm, ngưỡng mộ lắm. Cho nên mới nói là gì? Vì bằng cái vì cái tâm cung kính đó, cái tâm ngưỡng mộ Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, và lăn xả để gì? Để làm các công việc Phật sự, chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự để phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh và phụng sự đạo pháp đó, không từ nan, không mệt mỏi, làm không nghĩ cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho gì? Nghĩ cho người khác và nghĩ để cúng dường Tam Bảo thôi. Thì cho nên á, vì vậy mà nói là gì? Năm thứ nhất, Phật ở ngay trước mặt. Ngay trước mặt mình là Phật. Lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm, tâm nghĩ, vân vân đều gần sát với Phật, cho nên gọi là gì? Phật ngay ở trước mặt vậy. Nhất niên thời Phật tại Tiền mà, tức là năm đầu tiên học Phật thì Phật còn ngay trước mặt. Đến năm thứ hai, do chấp vào nói là mình ở trong chùa hoặc là mình đến chùa làm công quả được khá nhiều công đức rồi, cho nên sinh tâm cống cao, ngã mạn, Phật không ở trước mặt nữa, Phật lại gì? Lại lánh xa sang tận Tây Thiên rồi. Tây Thiên có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, nếu nói về lý thì nói là Tây Thiên ở đây là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi mà các hành giả tu tập muốn quy hướng sau khi xả bỏ báo thân này, tức là cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ đó. Tây Thiên, ý nghĩa thứ hai đó là chỉ cho gì? Quốc độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta giáng sinh, xuất gia tu hành thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn, đó tức là chỉ cho đất nước Ấn Độ, chỉ ở đất nước Ấn Độ, có hai ý như vậy. Cho nên năm thứ hai vào chùa học Phật hoặc là đến chùa học Phật, học được một chút rồi, làm được một chút công quả, học được một chút chữ nghĩa rồi, nghĩ rằng mình đã có công đức rất lớn rồi, cho nên sinh tâm cống cao ngạn mạn. Vì vậy mà gì? Ông Phật ở trong lòng mình á, nó xa tít mù tắp rồi, xa tận Tây Thiên. Chưa hết, sang năm thứ ba, tức là tu được một thời gian khá khá dài á, thì cái bản ngã bắt đầu nó sinh ra. Ta làm cái gì, ta tu được nhiều rồi, ta làm cái gì mọi người cũng phải cung kính, phải tôn trọng, phải cung phụng và cúng dường ta. Người xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng thế.